Vâng, xin chào các bạn. Mình là nhân viên của công ty xe điện HKY Vega. Thì hôm nay mình sẽ làm một clip ngắn để giới thiệu về cửa hàng của Vega, để xem cửa hàng Vega có những cái dòng xe gì đang bán hiện tại. Bây giờ mình bắt đầu đi vào cửa hàng nha. Rồi. Mình quay có bố cục chung của cửa hàng cho mọi người quan sát. Đây là khu vực gọi là trưng bày xe. Mình sẽ sau khi quay bố cục chung thì mình sẽ quay từng xe một để giới thiệu các dòng xe hiện tại công ty Vega đang trưng bày để bán. Đây, okay. Đầu tiên là con Chan. Con Chan này thì trước đây đã ra một bản trước rồi, nhưng mà sau này thì sang năm 2019 thì nó sẽ nâng cấp thành tên của nó là X-Men 9. Dòng xe này hiện tại được rất nhiều các bạn trẻ ưa chuộng, các bạn nam, vì dáng của nó rất chi là thể thao. Con Chan này thì giống như dạng tên của nó là Chan, vì hình tượng của nó giống như Transformer. Tiếp đến là giới thiệu con Newtek. Con Newtek này thì là sản phẩm mới ra mắt đầu năm 2019 của Vega, là dòng sản phẩm mới để cạnh tranh trực tiếp với cả là xe máy chạy xăng. Dòng này thì có 6 bình ắc quy cơ, chứ không phải là 5 bình như các dòng đơn thuần hiện tại. Rất đẹp phải không các bạn? Như cái đầu xe rất là tinh tế. Dòng Newtek này hiện tại có 4 màu cơ, là màu xanh tím than, màu đỏ, màu trắng và màu đen. Nhưng mà đây, màu trắng với màu đen ở bên góc bên này cơ, mình không quay được. Đấy, hơi bị vướng một chút. Rồi, ok, tiếp theo mình sẽ giới thiệu đến xe Aura. Chủ yếu là xe Aura này chủ yếu dành cho các bạn nữ là chủ yếu. Kiểu dáng thì giống như xe Vespa. Rất đẹp, đi nhẹ hơn Vespa. Hôm nay mình chỉ quay gọi là giới thiệu xe thôi nhé. Còn về thông số hay là về thông số kỹ thuật, với cả về các quãng đường, về cách sạc pin như nào, thì hôm nay mình sẽ làm một clip khác để quay từng xe một. Ok, xong là đến con Cap A9. Cap A này thì trước đây là có rất nhiều bản rồi, từ Cap A, Cap A 1, Cap A 2, Cap A 3, rồi hiện tại giờ đã nâng cấp lên đến bản Cap A 9. Thì Cap A này hiện tại rất phù hợp cho những bạn học sinh nhỏ tuổi, để các bạn ấy đi xe đạp điện nó nhẹ nhàng và nó không phải cồng kềnh như xe máy điện, vì các bạn ấy chưa đủ sức khỏe để dắt. Ok, xong đến Zinger, dòng Zinger này thì phù hợp cho cả học sinh, cho cả phụ huynh đi chợ, cho cả các bác, các chú đi chợ. Rất chi là nhẹ nhàng, tiện lợi, thì có thêm giỏ đựng nhiều đồ. Ok. Cửa hàng của mình ở địa chỉ là 426 Xã Đàn, Hà Nội. Thì ở cửa hàng mình có cả một phòng gọi là kỹ thuật để phục vụ bảo dưỡng, sửa xe. Đây, các anh kỹ thuật đang sửa xe đây. Chỉ là chăm chỉ. Ok, vậy là như vậy là mình giới thiệu đã xong tất gần như là toàn bộ cửa hàng của mình rồi. Thì lần quay này sẽ đến đây thôi. Còn những clip sau mình sẽ giới thiệu về thông số kỹ thuật của từng xe, của từng sản phẩm riêng nha. Chào các bạn.